Hi, xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau bước vào video ngữ pháp tiếp theo. Hãy câu đầu tiên là thế nào? Hãy kiu điều. nani o kaimasu ka? Ok. Kiu rio moratta nani o ka? Đúng không? Hay. Sau khi nhận lương, đúng không? Nhận lương thì anh sẽ anh sẽ mua gì? Được chưa nào? Hãy các bạn nhớ nhá, thể tara này nó có hai nghĩa này. Đúng không? Trong sơ cấp nó sẽ mang hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên có nghĩa là gì? Nhỉ? Nếu để chưa nào? Nếu nếu là cái gì đó được chưa? Và nghĩa thứ hai nó nghĩa là gì? Nhỉ? Sau khi đúng không? Sau khi trong này sẽ là sau khi sau khi nhận lương thì anh sẽ mua gì? Được chưa nào? Hai còn từ tada mua tada ok chưa? Hai câu thứ hai này. Điều đi gạ rô rồi nè. Hãy教えて何? Đúng rồi 教えてくれませんか? Được chứ nào? 教えてくれませんか? Ừ, bài này thầy đã giảng rất là kỹ rồi Bạn đã chưa hiểu thì nhớ xem lại Video bài số 24 nhé 24 hay 23 nhé Ừ, hình như là bài 24 thì phải Ok Veteくれませんか? Đúng không? Khi mà mình muốn sự trợ giúp ai đó Hay là ai giúp đỡ mình cái gì đó Trong chỗ này là gì nhỉ? Anh giỏi nấu ăn vậy, đúng không? Chỉ cho em với 教えてくれませんか? Được chứ nào? Từ... Kuremasenka này chúng ta có thể đổi thành Oshiete moraemasenka Hay là Oshiete itadakemasenka Được thế nào Hay, Có mấy cách dùng như thế Được chưa Hay, Câu số 3 Một bài về mệnh đề ngữ không biết các bạn còn nhớ không Koko wa tabako Tokoro desu Hay, Mẫu này là gì đây Hay, Su Đáp án chúng ta là su Su là hút đúng không Đây là nơi hút thuốc đúng không nào của cô ạ thà bà cô nếu mà này, đây là nơi không hút thuốc thì cô cô ạ thà bà cô sư con được chưa các bạn cứ tưởng tượng đơn giản như thế này thôi chúng ta để cô cô ạ đây là một nơi nơi nào đó thì bắt đầu chúng ta bắt đầu nói tiếp đúng không nơi là gì? nơi hút thuốc à, cô sư hay là đây là nơi để chụp ảnh chẳng hạn cô ạ sashino toluところです. Được nào? Hay, cái từ động từ này chúng ta có thể chia về dạng thể thể ngắn nhé Thể ngắn bao gồm là thể quá khứ này Hay là thể phủ định này Quá khứ là tạ này, thể phủ định nai này Hay là các dạng thể ngắn khác Được chưa nào? Hay, nên là bốn chúng ta sẽ học tiếp Được chưa nào? Hay, ok, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây rồi Bye bye các bạn